Trái đất, hành tinh của chúng ta, khác với những gì mà ta vẫn thấy ngày nay. Nó đã bắt đầu cuộc đời mình từ một hành tinh chết. Từ thuở sơ khai của lịch sử trái đất, hệ sinh thái luôn thay đổi theo thời gian. Để sinh tồn, mọi loài sinh vật phải thích nghi được với các tác động khác nhau của môi trường. Một vài loài vi sinh vật gọi là extremophile, vi sinh chịu cực hạn. Những loài đó có thể sống sót trong các môi trường đạt giới hạn về vật lý cũng như địa lý. Các môi trường cực hạn không có khả năng duy trì sự sống cho các loài khác. Với mô hình hiện đại của hệ mặt trời, cùng việc các mẫu đá cổ nhất trên trái đất được tìm thấy có tuổi thọ hơn 4 tỷ năm, 4,03 tỷ tại Canada và 4,4 tỷ tại Tây Trung Australia. Các nhà khoa học ngày nay đã có thể kết luận trái đất hình thành vào khoảng 4,7 tỷ năm trước là kết quả của sự tạo thành do hấp dẫn của hàng triệu khối đá lớn nhỏ và bụi, khí trên một dải vật chất có quỹ đạo quanh mặt trời. Sự sống trên trái đất xuất hiện lần đầu vào khoảng 4,28 tỷ năm trước, ngay sau sự hình thành của biển vào khoảng 4,41 tỷ năm trước đây và cũng không lâu sau sự hình thành của trái đất 4,54 tỷ năm trước. Sự sống trên trái đất có thể bắt nguồn từ các tế bào RNA, mặc dù sự sống với tế bào RNA có thể không phải là đầu tiên. Cơ chế hình thành sự sống trên trái đất chưa được giải thích, nhưng một số tin vào thí nghiệm Miller-Urey. Những dạng sống sớm nhất được phát hiện là hóa thạch của một số loài vi khuẩn. Vào tháng 7 năm 2016, các nhà khoa học báo cáo rằng đã xác định được một bộ 355 gen tin rằng bắt nguồn từ tổ tiên chung gần nhất của mọi loài. Ban đầu, trái đất chỉ là một hành tinh chết nóng rực. Các kim loại nặng chìm dần vào trong và nóng chảy, đẩy các vật chất nhẹ lên trên và nguội dần. Trái đất lúc này có hình dạng là một quả cầu khổng lồ màu đen với những vết nứt sáng do phần vật chất nóng chảy bên trong. Chính các vết nứt này sẽ còn tiếp tục tồn tại hàng tỷ năm nữa, thường xuyên trở thành nhân tố quyết định cho sự tồn vong của sự sống trên hành tinh. 4,3 tỷ năm trước, một hành tinh với kích thước của sao hỏa tên là Theia cùng hình thành trong giai đoạn đầu của hệ mặt trời tiến về phía trái đất. Cú va chạm là một thảm họa thật sự, nhưng lại cũng là điều kiện tiên quyết cho sự sống của chúng ta sau này. Nó làm mật độ vật chất trên trái đất trở nên đều hơn, giống như khi bạn xóc tung một lọ đựng nhiều loại kẹo cùng lúc. Tiếp theo, nó tạo thành mặt trăng. Vật chất từ bề mặt của cả hai hành tinh bắn tung lên không gian, tạo thành một dải vật chất chuyển động trên quỹ đạo quanh trái đất, giống như vành đai của sao Thổ và các hành tinh lớn ngày nay. Lực hấp dẫn lần nữa lại đóng vai trò của đấng sáng tạo. Nó tập hợp các mảnh vụn lại, tạo thành mặt trăng. Lúc này, mặt trăng ở rất gần trái đất và trái đất thì quay rất nhanh. Nhờ ảnh hưởng của lực hấp dẫn của mặt trăng, trái đất quay chậm dần lại, còn lực ly tâm lại đẩy mặt trăng xa dần, tránh cho chúng ta những cơn thủy triều còn mạnh hơn hàng chục lần những đợt sóng thần khủng khiếp nhất ngày nay. Đó là thời kỳ khoảng 4,1 tỷ năm trước, khi đại dương và khí quyển không có oxy đang hình thành. Khoảng 4,1 tới 3,8 tỷ năm trước, trái đất bị lấp đầy bởi đại dương do sự lạnh đi của trái đất cho phép sự tồn tại của nước lỏng. Các tiểu hành tinh nhỏ và các thiên thạch liên tiếp bắn phá trái đất. Chúng là các tàn dư trong thời kỳ đầu của hệ mặt trời. Chính các thiên thạch này mang theo các tinh thể ngậm nước và cả các hợp chất hữu cơ đơn giản nhất vào lòng đại dương, nơi sự sống sẽ phát sinh sau này. 3,8 tỷ năm trước, trái đất bước vào thời kỳ Archean, đại thái cổ. Đây là giai đoạn giữa của thời kỳ tiền Cambri. Từ các hợp chất hữu cơ đầu tiên mang đến từ các thiên thạch tấn công trái đất, axit amin hình thành trong đại dương. Các tế bào đơn giản nhất đầu tiên được hình thành. Khác với chúng ta ngày nay, chúng được cấu tạo trên cơ sở của các phân tử RNA, ribonucleic acid. Khác với DNA là deoxyribonucleic acid, cấu tạo nên động thực vật hiện nay. Ngày nay, chúng ta đã tìm thấy hóa thạch của những dạng sống đầu tiên có tuổi lớn nhất là 3,5 tỷ năm. Các tế bào đầu tiên từ ban đầu là dạng sống đơn bào, kết hợp dần thành các lớp dày hơn là các khối stromatolite. Chúng là dạng sống đầu tiên xuất hiện quá trình quang hợp cung cấp oxy cho hành tinh chúng ta. Hợp chất glucose đơn giản đầu tiên cũng đã hình thành. 3 tỷ năm trước, đại dương đã được bơm đầy oxy,
Sắt trong đại dương bị oxy hóa và chìm sâu xuống thành các quặng sắt. Những công trình kiến trúc ngày nay chúng ta có đã được làm từ thứ quặng 3 tỷ năm tuổi này. 2,5 tỷ năm trước, thời kỳ Proterozoic, đại nguyên sinh, bắt đầu. Đây là thời kỳ phát triển đầu tiên của các loài sinh vật sơ khai trên trái đất, giai đoạn cuối của thời tiền Cambri. Các thực vật đa bào đầu tiên xuất hiện vào thời gian khoảng 1,2 tỷ năm trước với cấu tạo phức tạp hơn từ các DNA thay vì RNA như trước. Tuy nhiên, sự phát triển của sự sống chưa được lâu thì nó bị buộc phải ngừng lại. Thời gian gần như ngừng trôi khi trái đất bước vào giai đoạn đóng băng toàn cầu dài nhất và mãnh liệt nhất trong lịch sử. 850 triệu năm trước, mật độ oxy quá cao trong khí quyển ngăn cản việc hấp thụ ánh sáng mặt trời. Trái đất không được tiếp nhiệt nên lạnh đi và đóng băng dần. Càng nhiều băng thì ánh sáng mặt trời càng phản xạ ngược lại, do cả hành tinh lúc này như một tấm gương khổng lồ, không hề hấp thụ chút ánh sáng nào. Thời kỳ này kéo dài tới hơn 200 triệu năm. Cả trái đất khi đó là một quả cầu băng khổng lồ, không một dấu vết của sự sống. Bất cứ tia sáng nào từ mặt trời đều bị dội ngược lại không gian. 630 triệu năm trước, nguồn dung nham nóng chảy trong lòng trái đất được đánh thức, trở thành vị cứu tinh cho sự sống trên hành tinh. Các núi lửa sau hàng trăm triệu năm ngủ yên đã thức giấc và phun trào. Chúng phá vỡ một số điểm đóng băng trên bề mặt trái đất, phun dung nham lên bề mặt, và quan trọng nhất trong đó là khí carbonic. Khi đó, carbonic là cứu tinh cho sự sống trên trái đất. Không khí hấp thụ được nhiệt độ của mặt trời cùng với sự phun trào dung nham làm băng tan dần, tạo điều kiện cho những dạng sống sâu nhất dưới đại dương vẫn còn tồn tại, nay lại có cơ hội tiến hóa. Quá trình tan băng này kéo dài khoảng vài triệu năm. 580 triệu năm trước, thực vật đa bào đã khá phổ biến và cũng là thời kỳ đầu tiên của các động vật thân mềm. Ngày nay, chúng ta đã tìm được những hóa thạch của các động vật thân mềm có tuổi tương đương với thời kỳ này. 540 triệu năm trước, oxy tiếp tục được bơm đầy khí quyển và ở tầng trên của khí quyển trực tiếp đón nhận ánh sáng mặt trời. Một lớp khí mới được hình thành từ oxy, đó là ozone. Nó ngăn cản các bức xạ tia cực tím xuyên vào khí quyển. Và đây chính là điều kiện để sự sống xâm chiếm lên mặt đất. Những mảng lục địa đầu tiên đã xuất hiện. Khoảng 530 triệu năm trước, trái đất bước vào thời kỳ Paleozoic, đại cổ sinh, bắt đầu bằng kỷ đầu tiên là kỷ Cambri. Đây là khoảng thời gian bùng nổ của sự phát triển sinh vật, kéo dài khoảng 30 triệu năm, gọi là thời kỳ bùng nổ Cambri. Ở dưới biển, các loài động vật phức tạp hơn xuất hiện, điển hình nhất là bọ ba thùy và các họ hàng của nó. 505 triệu năm trước, giai đoạn tiếp theo của sự phát triển động thực vật bắt đầu. Đây là kỷ thứ hai của Paleozoic, kỷ Ordovic. Đại dương xâm chiếm toàn bộ phần bắc của trái đất và sự phát triển sinh vật tập trung ở lục địa phía nam là Gondwana. Đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ của các sinh vật thân mềm và đặc biệt là sự bùng nổ của loài cá. Các loài cá đầu tiên xuất hiện, chúng thống trị đại dương suốt từ thời kỳ này tới kỷ Silur, Silurian, 440 đến 410 triệu năm trước và Devon, Devonian, 410 đến 360 triệu năm trước. Kỷ Devon, 410 triệu năm trước, một loài cá tên là Tetrapods tiếp xúc với đất liền và dùng vây của nó để bò dần lên. Sau hàng triệu năm tiến hóa, chúng đã lên hẳn mặt đất, tiến hóa thành các động vật đầu tiên trên cạn. Tiếp theo chúng là loài Ichthyostega. Ngoài ra, đây cũng là thời kỳ phát triển của các loài côn trùng khá giống ngày nay như những con chuồn chuồn hay các loài chân đốt, nhưng với những kích thước lớn hơn rất nhiều. Không chỉ thế, các loài thực vật cũng phát triển với kích thước khổng lồ, cao tới hàng chục mét do nồng độ cao oxy trong không khí. Từ 360 triệu đến 286 triệu năm trước, kỷ Carbon, còn gọi là kỷ than. Đây là thời kỳ một loạt cây cối chết đi và nằm lại trong lòng đất, kết thành các mỏ than đá ngày nay. Đây cũng là thời kỳ động vật bắt đầu đẻ trứng trên mặt đất. Đến thời kỳ này, bò sát đã tiến hóa để có thể đẻ ra những quả trứng có chứa nước cung cấp trực tiếp cho con non. Hai loài đầu tiên, tổ tiên của thế hệ bò sát sau này là Hylonomus và Paleotyrus. Các cây lớn chết đi tạo thành than đá, trong khi đó lại một thế hệ cũng không kém phần to lớn xuất hiện thay thế. Đó là những cụm rêu cao tới 30 mét.
những cây cỏ đuôi ngựa và dương xỉ cao trên 15 mét. Chúng tràn ngập khắp lục địa Gondwana. Từ 286 đến 248 triệu năm trước, trái đất bước vào thời kỳ cuối cùng của đại cổ sinh Paleozoic, đó là kỷ Permian. Đây là thời kỳ rất quan trọng trong sự phát triển của động vật. Một số loài bò sát tiến hóa thành các giai đoạn đầu của động vật có vú, chẳng hạn như loài Therapsids đã tiến hóa từ loài Dimetrodon. Nó đã có khuôn mặt và hàm răng rất giống các loài động vật có vú ngày nay. Nó cũng là một trong những kẻ săn mồi đáng sợ của thời Permian. Tuy nhiên, động vật có vú đã không phát triển dễ dàng như vậy. Loài Therapsids cùng rất nhiều loài động vật, chủ yếu là bò sát, thời đó đã là nạn nhân của thảm họa tuyệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử trái đất, đại tuyệt chủng. Đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến chưa thống nhất về nguyên nhân của thảm họa này, nhưng đa phần ý kiến cho rằng nguyên nhân của cuộc đại tuyệt chủng là sự hợp nhất hai lục địa Laurasia và Gondwana thành đại lục địa Pangaea. Cú va chạm làm xáo trộn địa hình của cả hai lục địa lớn, dẫn đến động đất, núi lửa trên quy mô toàn lục địa, hủy diệt các sinh vật. Những nơi bị tiêu diệt ghê gớm nhất lần này lại là các loài sinh vật ở đại dương. Có tới 95% số loài đã vĩnh viễn biến mất sau đại tuyệt chủng này. Cuộc đại tuyệt chủng này đánh dấu kết thúc kỷ Permian, chuyển sang thời kỳ tiếp theo gọi là Mesozoic, đại trung sinh. 248 triệu năm trước là khởi điểm của đại Mesozoic, khi cuộc đại tuyệt chủng đã kết thúc. Tại đại dương cũng như trên cạn, sự biến đổi đã ngừng lại. Những điều kiện tự nhiên đã không còn như trước, và một số loài tỏ ra thích nghi tốt hơn các loài khác. Chúng phát triển trở thành những kẻ thống trị hành tinh. Kỷ đầu tiên của Mesozoic là kỷ Trias, nơi đánh dấu sự bắt đầu của cái mà người ta gọi là triều đại của khủng long. Đây là thời kỳ phát triển hưng thịnh nhất trong lịch sử của loài bò sát. Tổ tiên của động vật có vú như những con Cynodonts vẫn tiếp tục tồn tại và duy trì cho sự bùng nổ của động vật có vú, và kết quả cuối cùng là chúng ta sau này. Tuy nhiên, vào thời kỳ Trias này, các động vật có vú và cả các loài cá đều tỏ ra hết sức lép vế so với sự thống trị của khủng long. Chúng có mặt ở khắp nơi với kích thước từ nhỏ tới lớn và ở đủ dạng sống. Trong khi ở đáy đại dương, những kẻ thống trị là Ichthyosaurus hay là Nothosaurus trong một thời gian dài, thì trên mặt đất, khủng long còn thịnh vượng hơn. Chúng chia ra làm ba nhóm chính là Theropods, các loài săn mồi như T-Rex, Coelophysis hay Allosaurus. Nhóm Sauropod gồm những con thằn lằn cổ dài như Apatosaurus, Mamenchisaurus. Và cuối cùng là những nhóm Ornithischian, gồm các loài như Triceratops, khủng long ba sừng, Stegosaurus, khủng long áo giáp, hay cả những con Iguanodon mà bạn từng thấy trong bộ phim nổi tiếng Dinosaur của Walt Disney. 213 triệu năm trước, kỷ Jura bắt đầu. Đây là giai đoạn giữa của Mesozoic. Pangaea lại một lần nữa nứt vỡ thành Laurasia và Gondwana. Tại các vết nứt vỡ, xuất hiện sự tiêu hủy của hàng loạt sinh vật gồm cả thực vật, các loại cá và động vật biển. Chúng lắng xuống và tạo thành các mỏ dầu ngày nay. Đây là một điểm rất quan trọng trong lịch sử địa chất của trái đất và đóng góp không nhỏ cho thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay. Trong khi đó, trên mặt đất, các loài bò sát vẫn tiếp tục phát triển. Đến giữa kỷ Jura, chúng đã thống trị cả trên không, mặt đất và đại dương với số lượng các loài tăng lên rất nhiều so với thời kỳ Trias. Dưới đại dương, những con Plesiosaur xuất hiện và cai trị đáy biển. Trong khi đó, thống trị bầu trời là Pterosaurus, những con thằn lằn có cánh. Tuy nhiên, chúng lại không phải tổ tiên của loài chim sau này. Loài chim ngày nay đã bắt đầu cũng chính từ kỷ Jura, một loài khủng long ăn thịt trên mặt đất đã tiến hóa, mọc thêm lông vũ, trở thành một loài chuyển tiếp giữa bò sát và chim. Những con Archaeopteryx mới chính là tổ tiên của loài chim ngày nay. Động vật có vú thời kỳ này chỉ là những con thú nhỏ như những con chuột ngày nay. Chúng phải sống trong sự lẩn trốn để thoát khỏi sự săn đuổi của loài khủng long. 145 triệu năm trước, trái đất bước sang kỷ Creta, còn gọi là kỷ phấn trắng. Đây là giai đoạn cuối trong triều đại của khủng long và cũng là kỷ cuối cùng của đại Mesozoic. Điểm đáng nói nhất, thời kỳ này xuất hiện các loại cây có hoa được côn trùng thụ phấn, thay thế cho thế hệ cây cũ gồm chủ yếu là dương xỉ và các cây lá kim. Các loài khủng long đã không còn phát triển thịnh vượng như trước,
do sự thay đổi của thảm thực vật như vậy. Tuy nhiên, chúng vẫn là những kẻ cai trị bất bại cho đến tận thời điểm 65 triệu năm trước. Đại đa số các ý kiến hiện nay nghiêng về giả thuyết một tiểu hành tinh hủy diệt. Do có được bằng chứng về Iridium, một thứ chỉ có thể đến từ ngoài trái đất, với tuổi thọ khoảng 65 triệu năm, tìm thấy ở Trung Mỹ, khu vực Vịnh Mexico. Giả thuyết này cho biết một tiểu hành tinh với đường kính hơn 10 km trong hệ mặt trời đã lao về phía trái đất. Cú va đập khủng khiếp đã tạo ra Vịnh Mexico ngày nay và một đợt sóng thần cũng như động đất lớn nhất trong toàn bộ đại Mesozoic. Quan trọng hơn, nó gây ra những chuyển biến lớn về khí hậu. Núi lửa phun trào ghê gớm cùng những đợt tấn công của thiên thạch giết chết hàng loạt các loài động vật cỡ lớn. Bụi và mùi than từ núi lửa cũng như các va chạm che phủ bầu trời, ngăn ánh sáng mặt trời chiếu tới mặt đất, gây ra sự chết hàng loạt của các loại cây. Mọi nguồn cung cấp lương thực bị cạn kiệt cùng sự biến chuyển về nhiệt độ bất ngờ chính là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự tuyệt chủng của loài khủng long. Tuy nhiên, so về mức độ thì vụ va chạm này chưa thể sánh được với đại tuyệt chủng Permi. Chính vì vậy, vẫn có những loài bò sát nhỏ, các loài chim tồn tại được do nhu cầu ít hơn về lượng thức ăn, cũng như dễ dàng lẫn trốn những tác động của thảm họa. Và quan trọng nhất là các tổ tiên động vật có vú của chúng ta. Chúng đã tồn tại qua thảm họa để bước vào thời kỳ tiếp theo của lịch sử trái đất. Đại Cenozoic, tân sinh. Một thế giới vắng bóng khủng long trở nên trống trải trong một thời gian dài khi loài chim chưa phát triển mạnh mẽ, còn động vật có vú thì đã quen việc ẩn nấp dưới hang sâu để tránh khủng long. Cho tới thời điểm gần 60 triệu năm trước, động vật có vú mới ngòi lên mặt đất và phát triển thành nhiều dạng từ kẻ săn mồi tới con mồi. Và kẻ thù không nhỏ của chúng thời đó là những con chim ăn thịt khổng lồ. Khoảng 55 triệu năm trước, vào cuối thời kỳ Paleocene, một bộ phận của Cenozoic, động vật linh trưởng bắt đầu xuất hiện ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới với những đặc điểm linh hoạt hơn hẳn các loài, cho phép chúng thích nghi với môi trường sống. Bàn chân trước, sau này là tay, có 5 ngón, với ngón cái đối diện với 4 ngón còn lại, cho phép cầm nắm, chuyền canh. Cổ linh hoạt cho phép quan sát từ nhiều hướng. Đó chính là tổ tiên đầu tiên của chúng ta ngày nay. Vào thời Eocene, ngay sau Paleocene, từ 55 đến 33,7 triệu năm trước, khí hậu đã ấm hơn, rừng nhiệt đới mở rộng từ xích đào, trong khi băng tập trung ở hai cực, nhất là Nam Cực, có sự xuất hiện của nhiều loại cây và cả động vật giống với ngày nay. Trong đó, đáng kể nhất là các loài móng guốc và một số loài linh trưởng gần với chúng ta hơn. Đáng chú ý thời kỳ này là hai nhóm động vật móng guốc là Artiodactyla, tổ tiên của các loài hươu hiện nay, và Perissodactyla, tổ tiên của loài ngựa và tê giác. Chúng là các động vật phổ biến thời kỳ này. Loài ngựa khi đó khá nhỏ, chỉ như những con chó nhỏ bây giờ. Sau này, chúng tuyệt chủng dần, chỉ còn một ít sống sót phát triển thành ngựa, ngựa vằn và tê giác ngày nay. Một nhánh động vật cũng rất đáng chú ý và quan trọng trong lịch sử phát triển sự sống là những con Mesonychids, có hình dáng gần giống chó sói và linh cẩu. Chúng là các động vật săn mồi của thời kỳ hơn 30 triệu năm trước. Do tự thích nghi thuận lợi với môi trường nước, chúng rời bỏ mặt đất, thích nghi dần với môi trường sống mới và sau này tiến hóa thành loài cá voi ngày nay. Những tổ tiên thật sự gần của loài người chỉ xuất hiện vào khoảng 3,7 triệu năm trước. Đó là thời điểm xa nhất mà đến nay chúng ta có thể ghi lại được dấu chân của loài vượn người đã có thể đi bằng hai chân. Loài này có tên Australopithecus, phát triển trong các vùng rừng châu Phi. Sự sa mạc hóa của lục địa này khiến rừng biến thành sa mạc hoặc thảo nguyên, không còn cây cối để leo trèo. Loài Australopithecus mới dần tiến hóa để có thể thích nghi với việc sống thiếu các ngọn cây. Australopithecus sau này tiến hóa thành Homo habilis với mức độ giống con người ngày nay nhiều hơn. Và rồi xa hơn là Homo ergaster, rồi Homo erectus với ít lông hơn, chỉ tập trung chính ở trên đầu. Các chức năng cơ thể khá giống với con người ngày nay. Homo erectus được cho là tổ tiên đầu tiên ở dạng người của loài người chúng ta ngày nay, với bộ não có kích thước khoảng 74% bộ não của con người hiện đại. Đó là khoảng 1,8 triệu năm trước. Cho tới tận 100.000 năm trước, loài người có trí tuệ đầu tiên mới thật sự xuất hiện. Đó là những người Homo sapiens.
Họ là nhánh phát triển nhất về trí tuệ trong số các nhánh phát triển của thế hệ các loài vượn người Homo. Với sự sa mạc hóa của châu Phi, họ vượt qua ranh giới giữa châu Phi và châu Âu, phân tán trên cả châu Âu và châu Á, ban đầu là vùng Trung Đông ngày nay, và sống cùng các loài động vật kỳ lạ trong thời gian của kỷ băng hà như những con mammoth, voi mammoth hay những loài động vật có vú có hình dáng ít nhiều khác biệt với động vật ngày nay. Khi kỷ băng hà bước vào giai đoạn kết thúc khoảng 12.000 năm trước, con người mới thật sự bước vào thời đại của mình với những tổ chức xã hội từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Nếu như khủng long từng là loài thống trị trái đất lâu nhất trong lịch sử của hành tinh này, thì ngược lại, con người chúng ta mới chiếm lĩnh nó trong một khoảng thời gian quá ngắn, nhưng lại là loài có tốc độ phát triển ghê gớm nhất cả về dân số, sự phát triển của xã hội và khoa học kỹ thuật.